Trọng Tấn là một trong những ca sĩ hát dòng nhạc cách mạng và truyền thống nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay. Anh sở hữu chất giọng nam cao đặc biệt không trộn lẫn với bất kỳ ca sĩ nào trong showbiz. Trọng Tấn cùng với nữ hoàng opera Lan Anh được xem là cặp nam nữ số 1 của dòng nhạc thính phòng. Tuy nhiên, đằng sau những hào quang mà người ta nhìn thấy là cả một quá trình dài nỗ lực phấn đấu, thậm chí là có cả những vấp ngã và sai lầm. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Trọng Tấn, từ chàng trai khối A suýt rớt nhạc viện đến giọng ca quốc dân của dòng nhạc đỏ. Thi nhạc viện suýt không được nhận vì nộp đơn muộn. Trọng Tấn tên thật là Vũ Trọng Tấn, sinh ngày 19 tháng 1 năm 1976 tại Thanh Hóa, trong một gia đình có 4 anh chị em. Anh bắt đầu tham gia hoạt động văn nghệ từ khi còn là học trò ở trường Đào Duy Từ, Thanh Hóa. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Trọng Tấn dự định thi vào 3 trường: Đại học Kiến trúc, Đại học Tài chính và Nhạc viện Hà Nội. Nhưng sau đó anh đã quyết định thi vào một trường duy nhất là Nhạc viện Hà Nội, mặc dù xuất thân là dân khối A và không có một chút kiến thức nào về nhạc lý. Chia sẻ về quyết định liều lĩnh này, Trọng Tấn cho biết anh vẫn tin vào nhân duyên. Trước khi thi đại học, Trọng Tấn gần như không có khái niệm trong đầu rằng mình sẽ theo âm nhạc chuyên nghiệp. Từ khi còn là cậu bé học lớp 5, lớp 6, anh đã mê âm nhạc, chơi đàn rồi tự hát, tham gia nhiều hoạt động ở trường và ở tỉnh. Nhưng lúc đó chỉ thích và nghĩ là chơi vui vậy thôi. Lý do Trọng Tấn thi vào trường nhạc đơn giản là vì nhà quá nghèo. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng nếu mình đổ những trường kia, liệu mẹ có thể gánh được cho mình ăn học hết 4-5 năm đại học không? Trong khi ấy, học chương trình trung cấp của nhạc viện lúc bấy giờ không mất tiền, rất phù hợp với người có hoàn cảnh như anh. Vậy nên Trọng Tấn đã quyết định sẽ thi vào trường nhạc. Lần đầu tiên từ Thanh Hóa ra Hà Nội là để nộp đơn thi vào nhạc viện, vào ký túc xá. Trọng Tấn được bạn giới thiệu gặp cô giáo Minh Huệ, khi đó là giảng viên của trường. Nhưng sự cố đã xảy ra vì xin học muộn quá, chỉ còn 12 ngày nữa là thi, nên cô Huệ không nhận. Rất may cho anh là nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu tình cờ nghe được đoạn anh đàn và hát trong phòng trọ của bạn. Ông đã đồng ý nhận luyện thi cho anh. Kết quả Trọng Tấn là một trong 3 người thi đỗ khóa ấy. Năm 1997, khi đang học năm thứ 3 tại trường, anh tham gia cuộc thi giọng hát hay Hà Nội. Đó là bước đệm lớn, là bậc thang lớn giúp anh xác định bước lên sân khấu chuyên nghiệp thế nào, làm nghệ sĩ chuyên nghiệp ra sao. Tạo thành Tam Ca Đỏ cùng với Đăng Dương và Việt Hoàng. Năm 1998, sinh viên nhạc viện tham gia liên hoan tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc. Thầy Quang Thọ đã ghép Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàng thành Tam Ca để hát bài Đường Chúng Ta Đi. Tiết mục này được đánh giá xuất sắc nhất hội thi năm ấy. Sau hội thi, họ ngay lập tức được các bộ show Hà Nội biết và mời tham gia chương trình. Lần đầu tiên, ba người được chính thức là Tam Ca hát trong đêm biểu diễn chuyên nghiệp, là đêm vinh danh các hoa hậu Việt Nam 10 năm, phút đăng quang tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Họ hát hai bài Việt Nam quê hương tôi và Trở về Sorrento của Ý. Sau đó, ba anh em quyết định tập tành với nhau. Tam Ca lúc ấy vẫn chưa có tên, rồi mọi người cứ gọi vui là Tam Ca Đỏ. Nhưng nói về con đường sự nghiệp, Trọng Tấn cho rằng mọi sự rất tách bạch. Cả ba người khi đứng riêng đều có những sự nghiệp riêng, con đường riêng, khán giả riêng, bên cạnh những khán giả giao thoa của cả ba. Trở thành gương mặt nổi trội của nhạc viện, Trọng Tấn được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong địa hạt âm nhạc sau này. Quả thật anh đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Năm 1999 được xem là bước ngoặt thực sự với chàng sinh viên nhạc viện, khi anh đã giành giải nhất liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc mà bây giờ là giải Sao Mai. Giải lúc đó chưa được tính là chuyên nghiệp, mới chỉ là liên hoan nhưng độ phủ sóng của truyền hình rất lớn. Khán giả tập trung theo dõi rất hào hứng. Ca khúc Tiếng Đàn Bầu anh trình bày không chỉ thành công trong một mùa giải đó mà còn tạo nên dư âm đến tận bây giờ. Những ai đã theo dõi con đường Trọng Tấn đi hẳn vẫn còn lưu lại cảm giác lần đầu tiên nghe anh hát Tiếng Đàn Bầu. Sau thành công đó, Trọng Tấn vươn lên trở thành cái tên ca sĩ trẻ hát nhạc đỏ được chú ý bậc nhất thời điểm bấy giờ. Trọng Tấn thường chọn những ca khúc cách mạng của Huy Du, Hoàng Việt, Thái Cơ, Phan Huỳnh Điệu để hát. Không những thế, những bản tình ca lãng mạn về tình yêu và một số nhạc sĩ đã rút ruột nhả tơ cho đời cũng được anh lặng lẽ đón nhận, chuyển tải nó một cách cảm động với công chúng yêu nhạc. Nam ca sĩ đã phát hành một số album như Một Chặng Đường, Rặng Trăm Bầu, Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Sau khi tốt nghiệp, anh còn được giữ lại để làm giảng viên tại trường bên cạnh việc đi hát bên ngoài. Scandal không mong muốn và sự trở lại đầy ngoạn mục. Khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Trọng Tấn khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi đối mặt với scandal khá nghiêm trọng. Ngày 18 tháng 7 năm 2012, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi công điện tới các cơ quan chức năng thuộc Bộ để thông báo và đề nghị kỷ luật hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn vì lý do tự ý về nước, không tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.
Công điện cũng yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn ra quyết định tạm cấm hai nghệ sĩ tham gia tất cả các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước. Trọng Tấn giải bày về sự cố này: "Tôi tham dự chương trình với tinh thần chính trị cao nhưng lại chưa sâu sắc. Là người nghệ sĩ đã cống hiến cho đất nước, tôi không nghĩ đến một lúc mình lại phạm phải sai lầm này. Đó hoàn toàn là do nhận thức cá nhân của tôi." Lắng đi một thời gian, Trọng Tấn quay trở lại với khán giả yêu nhạc đỏ và có những bước chuyển mình ngoạn mục. Đầu tháng 11 năm 2013, anh là khách mời trong live show Impression in Vietnam của Bằng Kiều. Có thể nói anh là điểm nhấn ấn tượng nhất trong live show này khi cùng với Bằng Kiều thể hiện hai ca khúc Lệ Đá và Mặt Trời Của Tôi. Bằng Kiều, Trọng Tấn, hai giọng hát cao vút hòa quyện vào nhau đã khiến khán giả trong khán phòng vỗ tay không ngớt. Tuy không phải là sân khấu của mình, nhưng Trọng Tấn đã khẳng định được đẳng cấp với chất giọng sang đẹp hiếm có. Ngay cả phút ngẫu hứng hát cùng nhau bài ca Xây Dựng, thì Bằng Kiều, Trọng Tấn cũng khiến khán giả thích thú. Hai giọng hát đẹp khi đặt cạnh nhau đã biết cách để cùng chạm tới trái tim của khán giả. Ngày 13 tháng 12 năm 2016, anh góp mặt trong live show Giai Điệu Tổ Quốc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô cùng với các đồng nghiệp Nguyên Thảo, Uyên Linh và Vũ Thắng Lợi. Sau đó anh tiếp tục thực hiện live show Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh cùng nữ ca sĩ Anh Thơ như một cách để khẳng định quyết tâm trở lại con đường biểu diễn chuyên sâu. Trong live show này thì Trọng Tấn và Anh Thơ đã thể hiện hơn 20 ca khúc nhạc trữ tình và nhạc cách mạng, trong đó phần lớn là những ca khúc quen thuộc đã gắn liền với tên tuổi của họ. Và chương trình đã thành công ngoài sức tưởng tượng khi họ phải thực hiện thêm 2 đêm diễn nữa tại Nhà hát Thủ đô để phục vụ cho nhu cầu của khán giả. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng và đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video về doanh nhân, thông tin chi tiết ở bên dưới video nhé các bạn. Không dám nhận danh xưng ông hoàng nhạc đỏ. Có một thời gian trên nhiều tuyến phố Hà Nội xuất hiện một số poster in hình ca sĩ Trọng Tấn kèm dòng chữ Ông Hoàng Nhạc Đỏ để quảng bá cho live show Trọng Tấn bài ca Không Quên của anh. Ngay sau đó, một số bài báo với những bình luận trái chiều đã xuất hiện và cho rằng Trọng Tấn đã quá kiêu căng, dám bước qua các bậc tiền bối để vỗ ngực xưng danh mình là Ông Hoàng Nhạc Đỏ. Khi biết được sự việc, Trọng Tấn đã rất bức xúc, khẳng định rằng toàn bộ những poster in dòng chữ đó đều là giả mạo, làm ảnh hưởng đến uy tín của anh, khiến anh bị đồng nghiệp bạn bè hiểu lầm. Về danh xưng Ông Hoàng Nhạc Đỏ, ca sĩ Trọng Tấn cho rằng từ trước đến nay ở Việt Nam chỉ tồn tại hai danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và nghệ sĩ nhân dân, được công nhận và phong tặng như một sự ghi nhận tôn vinh những đóng góp cống hiến dành cho nghệ sĩ. Tất cả những danh xưng khác đều do truyền thông và công chúng mến mộ dành cho nghệ sĩ, và bản thân anh cũng không bao giờ có ý định tự nhận rằng mình là ông hoàng hay gì đó. Trọng Tấn chia sẻ rằng: "Tôi rất hạnh phúc và trân trọng những đánh giá của giới chuyên môn cũng như tình cảm dõi theo khích lệ của công chúng dành cho tiếng hát và bước đường 2 thập kỷ ca hát của mình. Như một sự tri ân đến cuộc đời và khán giả trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, Trọng Tấn luôn đau đáu và trau dồi kỹ thuật cũng như tri thức để không ngừng khát vọng cống hiến những giá trị nghệ thuật, trở thành mãi là người nghệ sĩ trong tình yêu của nhân dân." Gia tài khủng sau 20 năm ca hát và bóng dáng người phụ nữ quyền lực đằng sau. Sau hơn 20 năm đi hát, chàng trai nghèo của vùng đất Thanh Hóa ngày nào giờ sở hữu một gia sản đáng mơ ước: ngôi nhà rộng 120m² ở Hà Nội, biệt thự ở quê, hai nhà hàng và các xe cao thuộc dạng bậc nhất showbiz. Đằng sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Với Trọng Tấn cũng không ngoại lệ. Dù không quá nổi tiếng, nhưng người đàn bà quyền lực đứng sau những thành công của anh luôn được khán giả đặc biệt quan tâm. Những ai là fan hâm mộ của Trọng Tấn đều biết, anh thường dành những lời nói rất đẹp, những tình cảm trân quý cho một người phụ nữ tên Đặng Thị Thanh Hoa mỗi khi trả lời báo chí. Chị là người bạn đời, người đứng sau vun vén chăm sóc tổ ấm để anh được toàn tâm toàn ý cho niềm đam mê ca hát. Đặng Thị Thanh Hoa sinh năm 1978, sở hữu trong tay 2 bằng đại học, khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Công đoàn và khoa tiếng Anh trường Đại học Ngoại ngữ. Dù giỏi giang, thông minh, xinh đẹp, nhưng đã có một thời gian khá dài, chị chấp nhận lui về lo việc nội trợ trong nhà, chăm sóc con cái để chồng yên tâm cống hiến trên con đường âm nhạc. Có lẽ đó là một quyết định khó khăn với bất kỳ người phụ nữ nào. Thế nhưng khi nói về quyết định ấy, chị vẫn khẳng định mình chưa từng hối tiếc. Có lẽ ít có cặp vợ chồng nào đồng lòng như vợ chồng Trọng Tấn, Thanh Hoa, cả trong cuộc sống lẫn trong công việc. Để tránh những sự cố không đáng có, trong công việc, hai vợ chồng phân định rạch ròi, chồng phụ trách âm nhạc, vợ đảm nhận tất cả việc quản lý hậu trường. Chị bảo nếu người đàn bà xây tổ ấm thành công thì đó cũng là một thứ hạnh phúc trong cuộc đời, nhất là khi hạnh phúc ấy được vun đắp từ hai phía, chồng và vợ, vật chất và tinh thần. Người ta nói gái có công chồng không phụ, Trọng Tấn đúng là đã không phụ người bạn đời của mình. Có lần nói về vợ trên báo chí, anh bảo không ai bằng vợ cả. Sau 20 năm ca hát, cái tên Trọng Tấn đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Dù anh không dám nhận danh xưng ông hoàng nhạc đỏ, nhưng với nhiều người, Trọng Tấn hoàn toàn xứng đáng với 4 từ mỹ miều đó.
Sau hai thập kỷ trải qua biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm và hưởng thụ biết bao nhiêu hào quang trên sân khấu, thì Trọng Tấn vẫn nhiệt tình cháy hết mình theo đúng châm ngôn sống của những người nghệ sĩ từ trước đến nay, còn khán giả là còn hát. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng và đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ nhóm nhé!